nhà bên cánh ngày mãi mến chào quý anh chị. Hôm nay em sẽ gửi đến quý anh chị mình một siêu phẩm nhà nằm ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc luôn nha. Thì với cái mẫu nhà ngày hôm nay của mình là mẫu nhà cấp 4 nha quý anh chị, với diện tích là ngang 5m, chạy sâu vào là tầng 23m luôn, được xây dựng là nhà mẫu nhà cấp 4 nha, hiện đại nhất luôn. Được xây cho mình là hai phòng, có sân trước và sân sau, cực kỳ là rộng rãi và thông thoáng nha quý anh chị. Và cái đường dẫn vào nhà của mình thì đường bê tông, rộng đâu đó tầm khoảng 3 đến 4 mét, ô tô mình có thể di chuyển tận nơi ngôi nhà của mình. Và quý anh chị mình có thể nhìn xa xa ra vào đó thì đường ngoài đó là đường nhựa, đường Nguyễn An Ninh của khu phố A thị trấn Cần Giuộc nha quý anh chị. Ở đây là ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc luôn. Mình đi chợ búa rồi sát bên, và căn nhà của mình là nằm sát trục đường chính quốc lộ 50 luôn nha quý anh chị. Từ vị trí căn nhà của mình di chuyển về các quận huyện lân cận thì mình đi đâu đó tầm khoảng 20 đến 25 phút thôi. Và hướng nhà ngày hôm nay của mình là hướng bắc nha. Anh chị nào đang cần tìm nhà hướng bắc thì nhấc máy lên gọi ngay cho em. Quý anh chị mình đừng nên bỏ qua cái ngôi mẫu nhà cấp 4 ngày hôm nay nha. Và căn này được bán với mức giá tổng luôn chỉ đúng 1.690.000 thôi, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ nha. Căn này quý anh chị mình chỉ cần có trong tay đâu đó tầm khoảng 700 đến 900 triệu thôi là quý anh chị mình cũng có thể nhận nhà, dọn đồ và ở ngay luôn. Thì trước khi vào trong căn nhà là bên đơn vị em sẽ làm cho quý anh chị mình một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện, kẹt cửa lùa nha quý anh chị. Ở sân trước á, thì bên đơn vị em cũng đã làm khung sắt be bọc cho quý anh chị mình hết rồi. Máy to nha quý anh chị. Đó, ở đây thì bên đơn vị em để chấm để mình có thể lấy gió trời, cực kỳ là mát luôn. Sân trước của mình rộng rãi thông thoáng vô cùng. Căn nhà của mình là cực kỳ mát luôn nha quý anh chị. Đó, rộng rãi nha. Và mình di chuyển vào bên trong nữa sẽ cho mình là một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực nha. Và đây là một cái không gian phòng khách cho anh chị mình. Không gian phòng khách rộng rãi thông thoáng vô cùng. Hệ thống trần thạch cao, đèn full đầy đủ cho anh chị mình luôn. Gạch thì ốp tặng lên cao đâu đó khoảng 1.5 mét rồi, từ không gian phòng khách chạy dài xuống tới bếp luôn nha quý anh chị. Một cái căn nhà nằm ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc, đắt ở tại đô thị luôn nha quý anh chị. Và mình di chuyển về các quận huyện thì mình đi đâu đó tầm khoảng hơn 20 phút thôi. Một cái căn nhà đường xe ô tô mà bán với mức giá chỉ có 1.690.000 thôi mà vẫn còn thương lượng mạnh mẽ nha quý anh chị mình. Nhanh tay nhắc máy lên gọi ngay cho em sẽ gửi thông tin và vị trí cho anh chị mình để mình có thể về đây trải nghiệm thực tế với cái mẫu nhà ngày hôm nay nha. Và đây là phòng đầu tiên của căn nhà mình. Trong đây thì cũng đầy đủ tiện nghi hết rồi nha quý anh chị. Đó, đèn và dây chờ máy lạnh nó có đầy đủ hết luôn. Cửa phòng của mình sẽ là cửa nhôm sông pha nha. Và đây là phòng thứ hai, hai phòng nha quý anh chị. Hai phòng thì nó cũng thiết kế mẫu mã y chang nhau. Nếu mà cái căn này anh chị mình có thành viên từ 2 đến 4 người mình ở thì rất là rộng rãi luôn. Và mình di chuyển xuống đây nữa sẽ là một cái không gian bếp rộng rãi thông thoáng nha. Ở đây thì bên đơn vị em cũng đã lắp đặt hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới cho anh chị mình rồi. Mặt đá hoa cương, bột inox 304, dày dặn và chắc chắn nè. Có không gian cửa sổ lấy gió trời. Và mình di chuyển ra đây nữa là một cái sân sau để anh chị mình lấy gió trời, hoặc là quý anh chị mình có thể tận dụng sân sau này mình trồng cây, trồng bông, hoặc là mình có thể nuôi thú cưng ở khu vực ngoài này nha quý anh chị. Khu vực ngoài này rộng rãi thông thoáng nè. Về quý anh chị mình có thể làm thêm một cái mái che nắng che mưa nha quý anh chị. Đó, và không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị em sẽ đặt ở khu vực ở ngoài luôn, trong đó thì cũng đầy đủ tiện nghi để quý anh chị mình sinh hoạt hàng ngày nha. Và xem đến đây rồi, quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho em để em có động lực đi vay nhiều mẫu nhà giá rẻ để phục vụ đến anh chị mình. Thì em cũng xin được nhắc lại với cái mẫu nhà của mình ngày hôm nay là ngang 5m, chạy sâu xuống sẽ là tận 23m luôn, được xây dựng vào nhà mẫu nhà cấp 4 nha quý anh chị. Có hai phòng ngủ và một cái không gian nhà vệ sinh, một cái không gian phòng khách và bếp, sân sau sân trước đầy đủ cho cô chú anh chị mình. Đường thì đường ô tô di chuyển tận nơi ngôi nhà của mình, nằm ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc luôn, sát quốc lộ 50 nha quý anh chị. Ở đây thì mình đi chợ trường học cấp 1, cấp 2 Thế Giới Di Động thì mình đi trong vòng bán kính khoảng 500m thôi là quý anh chị mình có thể bắt gặp đầy đủ tiện ích hết luôn, với pháp lý nhà sổ hồng riêng và được bán với mức giá tổng luôn chỉ đúng 1.690.000 thôi, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ nha. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay là diện tích cực kỳ lớn nha quý anh chị, đắt ở tại đô thị luôn, full thổ cư 100% nha. Và xem đến đây rồi, quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho em nha. Và giờ em xin kết thúc video tại đây.